Ok các bạn, chào mừng các bạn đến với cái đề thi mẫu A1 tiếng Séc trước năm 2016. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm cái bài 1 luôn. Thì mình xin đọc đề. Čtěte text a vyberte jedno správné řešení pro úkoly 1 až 6. Tức là chúng ta hãy đọc cái đoạn text này. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chọn một đáp án đúng. Đấy, cho các cái câu hỏi từ 1 đến 6. Thì mình xin đọc cái đoạn text này lên. Hledám rodinný dům s velkou zahradou u Prahy. Nemám zájem o dům na vesnici. Potřebuji 2 nebo 3 pokoje a garáž. Blízko musí být potraviny, škola a zastávka autobusu nebo vlakové nádraží. Cena do 4 milionů korun. Koupím hned a rychle. Chci bydlet od 1. června. Můžete volat od pondělí do pátku na telefon 777 809 311 od 8 do 12. Milan Novák, Brno. Thì đó chính là cái đoạn text các bạn ạ. Thì đoạn text này là do cái ông Milan Novak ấy viết. Tên của người Séc thì tên trước họ sau các bạn ạ, nên là tên ông này là Milan, còn họ của ông này là Novak. Ông này là đến từ Brno. Dành cho những bạn chưa biết Brno ở đâu thì đây chính là cái bản đồ của nước Séc. Thì nước Séc có tổng cộng là 13 tỉnh thành cộng với Praha, thành ra là 14 các bạn ạ. Và Brno là thành phố của tỉnh Jihomoravský kraj. Đây, cái này đây các bạn. Đây, nằm ở phía nam nước Séc. Đây, thì cái ông này ông đang tìm nhà ở Praha các bạn ạ. Đây. Hledám rodinný dům s velkou zahradou u Prahy. Tức là tôi đang tìm ngôi nhà cho gia đình với một khu vườn lớn ở gần Praha. Nemám zájem o dům na vesnici. Tức là ông này không có hứng thú với ngôi nhà ở vùng nông thôn. Potřebuji 2 nebo 3 pokoje a garáž. Tức là ông này cần 2 đến 3 căn phòng và một cái gara. Blízko musí být potraviny, škola a zastávka autobusu nebo vlakové nádraží. Tức là ở gần thì phải có cửa hàng thực phẩm, trường học, cái nhà xe, tức là cái trạm xe buýt các bạn ạ. Và ga tàu, vlakové nádraží. Đây ga tàu lớn các bạn ạ. Cena do 4 milionů korun, tức là cái giá là nhiều nhất là 4 triệu korun. Koupím hned a rychle, tức là ông này sẽ mua ngay lập tức một cách nhanh chóng. Chci bydlet od 1. června, tức là ông này là muốn ở cái ngôi nhà từ ngày 1 tháng 6. Můžete volat od pondělí do pátku. Tức là chúng ta có thể gọi điện cho ông này từ thứ hai đến thứ sáu vào cái số điện thoại này, từ 8 giờ cho đến 12 giờ. Đấy. Thì đó chính là cái đoạn mà mình dịch cho các bạn. Còn ở phần sau thì chúng ta sẽ cùng nhau làm các cái bài tập này. Còn bây giờ thì mình xin dừng video tại đây. Namaskar.